Xe tôi có đẹp không? Xe đẹp ạ. Tại sao mình cứ có cảm giác hình như là mình lên chiếc xe này rồi nhỉ? Chúng ta đi thôi. Cô có thấy trợ lý của tôi không? Có, cô ấy đang đi tìm cô đấy. Tìm tôi á? Nhưng mà tôi sẽ để cho cô ấy tìm thấy cô sớm thôi. Ngốc. Có ai bám theo em không? Anh cứ yên tâm, em cẩn thận lắm, không ai biết đâu. Vậy thì tốt. Anh đã vô hiệu hóa tất cả camera ở công ty rồi. Fan này chỉ trời biết, đất biết và chúng ta biết mà thôi. Chị Lan này đi đâu mà không báo này? Bình thường có như thế này đâu. Tổng hợp lại báo cáo, rồi cập nhật tình hình cho tôi nhé. Dạ vâng. Cô Chi, sao cô vẫn còn ở đây vậy? Có chuyện gì à? Chủ tịch ạ. Sao thế? Có vấn đề gì à? Em bảo chị Lan Anh ngồi ở sảnh đợi em. Bây giờ em quay lại, chả chị đâu nữa. Điện thoại thì em gọi mãi thì không nghe. Chẳng phải lúc ấy tôi thấy hai người đi cùng nhau hay sao? Sao bây giờ lại không tìm đường là như nào? Chuyện là thế này, em đi ra ngoài lấy xe. Em sợ chị ấy mệt nên là bảo chị ấy ngồi ở sảnh đợi. Bây giờ quay lại đã không thấy đâu rồi. Thế cô đã tìm kỹ chưa? Có thể là Lan Anh cô ấy mệt rồi ngồi nghỉ ở đâu chẳng hạn. Em đã tìm kỹ hết rồi ạ. Ở cái công ty này em đã tìm hết rồi. Với cả chị ấy đi đâu chị ấy phải báo cho em chứ. Tại sao có chuyện như vậy được nhỉ? Lan Anh bây giờ cô ấy cũng đang mệt nữa. Không biết là có làm sao không. Thôi rồi, cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ bảo với bên phòng bảo vệ check camera xem là anh đã đi đâu. Không sao đâu nhá. Dạ vâng, thế thì em cảm ơn anh ạ. Có gì đâu, đây là chuyện tôi nên làm mà. Thôi rồi, bây giờ đi theo tôi. Tôi sẽ báo với đội bảo vệ để kiểm tra lại. Dạ vâng ạ. Cô bảo sao? Tất cả các camera đều bị hỏng rồi á? Đúng vậy ạ. Tôi vừa đi phòng bảo vệ kiểm tra thì tất cả camera đều bị lỗi ạ. Cái bên phòng bảo vệ bọn họ làm cái gì? Ngay cả camera hỏng mà không biết được khắc phục à? Sự việc vừa mới xảy ra nên họ cũng chưa kịp khắc phục ạ. Tại sao có chuyện trùng hợp như vậy được nhỉ? Thế cậu đã hỏi tin tức gì về phòng bảo vệ chưa? Tin tức của cô Lan Anh ấy, có ai thấy cô ấy không? Tôi có hỏi bảo vệ tòa nhà thì họ bảo không nhìn thấy cô ấy á. Còn bảo vệ canh gác ở cổng thì họ bảo không nhìn thấy cô ấy đi ra khỏi tòa nhà. Nói như vậy là cô ấy đã đi đâu hả? Chẳng lẽ một người sống đã bốc hơi à? Không được rồi, cậu mau báo với toàn thể công ty đi. Tất cả mọi người ai đang làm cái gì dừng lại hết cho tôi. Tập hợp tổng công ty. Tôi không tin là một công ty lớn như thế này hàng trăm người mà không ai không nhìn thấy cô Lan Anh đâu. Vâng, tôi sẽ đi thực hiện ngay ạ. Sao? Cô tỉnh rồi đấy à? Sớm hơn dự kiến đấy nhỉ? Hai người định làm gì? Cô đoán thử đi, đoán chúng có thưởng. Hay thế này nhá, bây giờ cô đoán chúng, tôi cắt dây chói tôi thả cô đi, được không? Anh nói có thật không? Tất nhiên là không rồi. Cô đúng là ngu thật đấy. Bọn tôi đâu có ăn no rừng mỡ để rồi lôi cô ra đây, rồi cho cô chơi đố vui có thưởng đâu. Nhưng mà hai người muốn làm gì? Tôi làm gì có gây thù án với hai người đâu. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Xem ra là cô mất trí nhớ thật rồi nhỉ. Như vậy cũng tốt thôi. Vậy thì sau khi xử lý cô xong thì bí mật của bọn tôi cũng sẽ bị chôn vùi luôn. Hai người muốn làm gì? Cô có nhìn thấy dòng sông này không? Chúng tôi đã phải mất rất lâu mới có thể chọn được cho cô một cái dòng sông ưng ý như thế này đấy.
có đẹp không hả? Một lát nữa thôi, bọn tôi sẽ vèo một cái quăng qua xuống sông. Đó. Rồi từ nay sao nhỉ? Diễn viên Lan Anh sẽ không còn tồn tại, và bí mật của bọn tôi cũng sẽ bị chôn vùi. Bí mật gì chứ? Tôi làm gì biết bí mật gì đâu. Hai người, hai người đang nhầm lẫn với ai rồi thì phải? Có nhầm hay là không ấy, xuống gặp Diêm Vương mà hỏi. Ok. Bảo người ta, cứu tôi với. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Cứu tôi với, bỏ tôi ra. Ở cái chỗ khỉ ho cò váy này, cô có gào khản cả cổ đi chăng nữa không ai cứu được cô đâu. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi biết rồi ạ, cảm ơn anh. Sao vậy ạ? Bên công an họ nói gì ạ? Bọn họ nói là từ bây giờ bọn họ sẽ lập án để điều tra luôn. Nhưng bên phía công an cũng khuyên chúng ta là nên rà soát lại tất cả các mối quan hệ của cô Lan Anh để xem là cô ấy có thể đi đâu, ở đâu được. Tôi đã gọi điện hết rồi, từ bạn bè cho đến người thân cô ấy, nhưng mà không ai biết là cô ấy đi đâu cả. Đúng rồi, cậu Đức, ban nãy trong cuộc họp tổng công ty, tôi không nhìn thấy cậu Toàn và cô Linh đâu. Bọn họ đã đi đâu vậy? Em có hỏi nhân viên trong văn phòng thì họ có bảo rằng anh Toàn và cô Linh đã đi đến công sở để kiểm tra nguyên liệu. Nếu như tôi không lầm thì cậu Toàn đang đi xe của công ty cấp đúng không? Đúng vậy ạ. Và trên mỗi xe mà công ty cấp cho nhân viên thì đều có thiết bị theo dõi hành trình đúng không? Đúng ạ. Tốt lắm. Vậy thì cậu hãy mau lập tức đi điều tra lại với tôi về tất cả các cuộc hành trình mà cậu Toàn đã đi. Nhớ là phải điều tra bí mật thôi đấy nhá. Vâng, em đi làm ngay ạ. Cuối cùng thì cũng đã giải quyết xong rồi. Xem ra đêm nay chúng ta đã có thể ngủ ngon rồi đấy. Giết người mà lại có thể ngủ ngon á? Xem ra là em tiến bộ nhiều đấy. Đúng là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Ở bên cạnh anh, em đã học được thêm nhiều điều đấy. Vậy thì em phải cảm ơn anh nhiều rồi. May mình là diễn viên đấy, chứ nếu không thì mình chết rồi còn đâu. Như vậy cũng tốt thôi. Vậy thì sau khi xử lý cô xong thì bí mật của bọn tôi cũng sẽ bị chôn vùi luôn. Hai người muốn làm gì? Cô có nhìn thấy dòng sông này không? Chúng tôi đã phải mất rất lâu mới có thể chọn được cho cô một cái dòng sông ưng ý như thế này đấy. Có đẹp không hả? Chủ tịch, anh có chắc là chị Lan Anh ở đây không ạ? Phòng bảo vệ đã thông báo rồi. Trong thời gian đó chỉ có 3 chiếc xe ra khỏi công ty thôi. Hai chiếc thì tôi đã điều tra hết rồi. Mọi thứ đều rất ok, không có gì khả nghi cả. Chỉ còn mỗi chiếc của giám đốc Toàn thôi. Rất khả nghi. Vùng này hẻo lánh như vậy, anh ta đến đây để làm gì ạ? Chỉ hy vọng là chúng ta đến kịp. Không ngờ tên Toàn này lại dám ra tay với cả Lan Anh nữa. Mình đúng là quá coi thường anh ta rồi. Chủ tịch, đó là xe của giám đốc Toàn ạ. Tôi biết rồi. Chúng ta có quay xe đuổi theo không ạ? Không, chúng ta hãy cứ đến nơi dừng xe của Toàn đã. Tôi nghĩ chỗ đấy mới là mấu chốt đấy. May quá, lúc nãy chúng ta lấy xe của chị Chi, thế nên là giám đốc Toàn không phát hiện ra. Giám đốc Toàn, anh ta có vấn đề gì ạ? Tôi cũng đang hy vọng là tôi đang nghi oan cho anh ta đấy. Chị Lan Anh! Chị Lan Anh! Mau, đưa cô tới bệnh viện đi, nhanh lên. Hôm nay chủ tịch không tới công ty đâu. Anh biết,
Anh ta đang bận sốt vó lên để mà tìm cô bé Lan Anh đấy. Anh thử nghĩ xem, bọn họ phải mất bao lâu thì tìm ra được nó. Ai biết được là nó trốn đi đâu. Mà này, em quan tâm chuyện này làm gì? Anh khuyên em nhé, em nên quên ngay tất cả mọi chuyện đã xảy ra đi. Ngày hôm qua, anh và em đến công sở để làm việc. Và chỉ đến công xưởng thôi, hiểu chưa? Em biết rồi. Sao? Còn chuyện gì nữa? Việc mà anh dặn em ý, em đã làm xong xuôi rồi. Em đã đút cho thằng Việt một khoản tiền. Nó sẽ đứng ra và chịu trách nhiệm toàn bộ những việc mình đã làm. Rất tốt. Thằng Việt từ trước đến giờ ấy, nổi tiếng là đam mê cờ bạc rồi. Nên bây giờ nó có nhận tội thay thì mọi người cũng chẳng nghi ngờ đâu. Đúng vậy. Nhưng mà này, chỉ việc thằng Việt nhận tội thôi ấy là chưa xong đâu. Tất cả các giấy tờ cần phải làm lại số liệu nữa. Anh cứ yên tâm, mọi thứ đã xong xuôi cả rồi. Bây giờ chỉ cần đợi chủ tịch điều tra tới là xong. Tốt, rất tốt. Cậu Đức. Vâng giám đốc. Có khách sao? Đông người thế. Không phải khách đâu ạ. Thế là ai? Là công an đấy ạ. Cái gì? Công an đến công ty mình á? Vâng ạ. Họ đến đây để điều tra về sự việc của cô Lan Anh ạ. Nếu không có chuyện gì thì em xin phép đi trước ạ. Khách toán. Chúng ngươi làm gì nữa? Về phòng làm việc nhé. Mình phải thật bình tĩnh. Phải thật là bình tĩnh. Phải kiềm chế. Không sao cả. Mọi chuyện vẫn còn giải quyết được. Thật bình tĩnh vậy, thật bình tĩnh. Ôi, chết rồi. Là cô à? Tôi tưởng... Tưởng làm sao? Tưởng tôi đã chết rồi à? Tại sao công an lại đến tận công ty để điều tra nhỉ? Con bé Lan Anh mất tích chưa đầy một ngày. Đáng lý ra làm gì có chuyện nhanh như vậy được chứ. Không biết họ tìm ra cái gì rồi. Giật cá mình. Dạ alo ạ. Cậu Toàn, phiền cậu sang phòng tôi một lát nhé. Chủ tịch gọi em sang có việc gì không ạ? Dĩ nhiên là có chuyện thì tôi mới gọi cậu rồi. Sang ngay nhá, đừng để tôi đợi. Dạ vâng ạ. Không biết là có việc gì đây. Chẳng lẽ họ điều tra ra mình rồi sao? Không được, phải ra khỏi đây trước đã. Anh Toàn. Dồi ơi, làm cái gì đấy? Ma đuổi à? Ma, có ma. Ma cái gì mà ma? Đang ban ngày ban mặt, ma cái gì? Cô, sao cô lại ở đây? Làm sao? Ngạc nhiên lắm à? Tôi quay về là để tìm hai người đấy. Bất ngờ lắm không? Ma quỷ hay không ấy thì cũng không bằng tâm địa đầu óc của hai người đâu. Các người đùa với nhau để lừa bọn tôi đúng không? Cả cô nữa. Chuyện cô mất trí nhớ là giả vờ và để lừa bọn tôi đúng không? Chẳng ai rảnh rỗi mà mang tính mạng của mình ra làm trò đùa cả. Việc tôi mất trí nhớ đó là thật. Và việc tôi suýt bị các người giết chết, đó cũng là thật. Nhưng mà cũng là may mắn làm sao, khi mà các người chó cùng rất rộng, cho nên là tôi mới biết được toàn bộ sự thật đấy. Mà tôi bảo này, tất cả mọi chuyện ấy, tôi đã nói lên cơ quan chức năng rồi. Hai người sẽ sớm ngồi tù thôi. Còn nữa, hai tên côn đồ mà hai người đã thuê để hành hung tôi, chúng tôi đã tìm ra rồi. Bọn chúng cũng đã khai hết rồi. Kẻ chủ mưu ấy, chính là hai người đấy. Chưa hết. Chuyện cô Linh chuyển tiền cho cậu Việt để cậu nhận tội rút ruột công trình, chúng tôi cũng đã biết. Chúng tôi đã thu thập tất cả bằng chứng và hồ sơ để gửi lên cơ quan chức năng. Hai người cứ ở đấy mà đợi nhận kết quả đi. Chuyện này... Thưa chủ tịch, chuyện này thì tôi có thể giải thích được không ạ? Thực ra là ngay từ ban đầu ấy, bọn tôi không ngờ là mọi chuyện sẽ đến nước này đâu ạ. Cho nên... Dạ, đúng vậy đấy thưa chủ tịch.
Thực ra cái này là sai một ly đi một dặm thôi ạ. Chứ từ đầu bọn em chỉ định rút ruột một chút tiền của công ty thôi, chứ không ngờ là nó sẽ xảy ra như ngày hôm nay ạ. Không ngờ là do hai người không nghĩ đến việc hành hung tôi thất bại, hay là hai người không nghĩ đến việc cô Lan Anh sẽ sống sót trở về? Các người có biết các người vào phải tội gì không? Là tội cố ý giết người đấy. Chỉ với một tội danh này thôi là cũng phải bóc lịch lâu lâu rồi. Thưa chủ tịch, bọn tôi cầu xin anh có thể tha cho bọn tôi được không ạ? Cho bọn tôi một con đường sống với ạ. Đúng vậy đấy ạ. Chúng tôi hứa là sẽ đền bù thiệt hại, cho dù là bán nhà, bán xe, kể cả bán thận chúng tôi cũng bán để đền bù thiệt hại cho chủ tịch ạ. Dạ vâng, tất cả còn một điều nữa, đó là bây giờ cái chuyện này mà lộ ra bên ngoài ấy, thì danh dự của công ty sẽ bị giảm xuống đấy ạ. Chuyện là giám đốc công ty FVM mà bày trò hãm hại, hành hung chủ tịch, chuyện này mà lộ ra ngoài thì cổ phiếu này, rồi danh dự, uy tín công ty sẽ bị tổn thất không phanh đấy ạ. Mong chủ tịch suy nghĩ lại ạ. Dạ. Hai người có biết vì sao đến giờ phút này mà hai người vẫn có thể đứng ở đây để nói nhăng nói cuội được không? Đó là bởi vì tôi đã nói chuyện với các anh công an, xin cho hai người một chút thời gian. Tôi muốn xem liệu hai người có biết hối cải với những hành động của mình hay không. Nhưng thực sự, hai người làm tôi quá thất vọng rồi. Từ đầu đến giờ, hai người đã mở mồm ra nói xin lỗi cô Lan Anh một lần nào chưa? Cô ấy đã suýt bất mạng dưới tay hai người đấy. Cậu Đức, cậu đi ra ngoài mời các anh công an vào đi. Tôi nói xong rồi, bây giờ cũng là lúc để cho bọn họ thử thi trách nhiệm chứ nhở? Vâng. Đi thôi. Chủ tịch. Chủ tịch.